Thưa quý vị, để đảm bảo cho các chế độ chính sách an sinh xã hội về các chế độ như là ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, bảo hiểm thất nghiệp được thực thi theo đúng như pháp luật, ngày 15 tháng 8 năm 2019, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao đã ban hành nghị quyết số 05/2019 về hướng dẫn áp dụng điều 214 về tội gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, điều 215 tội gian lận bảo hiểm y tế và điều 216 về tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Những trường hợp cụ thể nào sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự với chủ đề một phạt trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình VRT trên sóng phát thanh tần số FM 92 MHz và trên trang web của đài theo địa chỉ vrt.vn và kênh mạng xã hội Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Quý khán thính giả quan tâm đến vấn đề này có thể truy cập vào những địa chỉ mà chúng tôi vừa cung cấp để theo dõi. Quý vị nào có những băn khoăn thắc mắc muốn đặt câu hỏi trực tiếp cho khách mời của chương trình, hãy gọi điện thoại đến số 02543 717 733 hoặc là để lại câu hỏi trên trang fanpage khi chương trình đang phát sóng trực tiếp. Bộ phận thư ký của chương trình sẽ chuyển nhận câu hỏi và chuyển câu hỏi của quý vị đến các vị khách mời tham gia chương trình ngày hôm nay để giải đáp những thắc mắc của quý vị. Và tôi xin được nhắc lại số điện thoại của chương trình là số 02543 717 733. Bây giờ xin được giới thiệu đến quý vị khách mời tham gia chương trình ngày hôm nay: ông Đặng Hồng Tuấn, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, và ông Phạm Văn Hạnh, Phó Giám đốc phụ trách Bảo hiểm xã hội huyện Đất Đỏ. Xin được cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian tham gia chương trình cùng chúng tôi ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin được mời hai vị khách mời cùng quý vị khán giả theo dõi phóng sự sau. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, năm 2019, tổng số tiền nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của bảo hiểm xã hội các tỉnh thành phố trên cả nước đã lên tới trên 16.000 tỷ đồng. Còn tại Bà Rịa Vũng Tàu, tổng số nợ bảo hiểm xã hội là 237 tỷ đồng. Đây thực sự là những con số không nhỏ và ít nhiều ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động. Mặc dù luật bảo hiểm xã hội đã có những quy định rất cụ thể về những trường hợp bắt buộc phải tham gia bảo hiểm, cũng như chế tài xử lý hành chính đối với những hành vi vi phạm. Tuy nhiên, nhiều năm qua, tình trạng nợ, trốn đóng bảo hiểm xã hội vẫn xảy ra ở hầu hết các địa phương trong cả nước, thậm chí còn tăng dần theo từng năm. Theo cơ quan chuyên môn, nguyên nhân dẫn đến nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, ngoài các doanh nghiệp phá sản, bỏ trốn vì làm ăn thua lỗ, vẫn có một số doanh nghiệp tìm cách để đối phó, trốn tránh, chiếm đoạt tiền đóng bảo hiểm của người lao động để sử dụng vào mục đích khác. Vì vậy, để kịp thời đáp ứng yêu cầu của công tác phòng chống tội phạm trong lĩnh vực bảo hiểm, khắc phục những tồn tại hạn chế trong thực tiễn, ngày 15 tháng 8 năm 2019 vừa qua, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao đã ban hành nghị quyết số 05/2019 hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 214 về tội gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, Điều 215 về tội gian lận bảo hiểm y tế và Điều 216 về tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động của Bộ Luật Hình sự theo nghị quyết quy định. Đối với hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thực hiện trước 0 giờ 0 phút ngày 1 tháng 1 năm 2018 thì không xử lý về hình sự theo quy định tại Điều 216 của Bộ Luật Hình sự mà tùy từng trường hợp xử lý, như trường hợp chưa xử phạt vi phạm hành chính và chưa hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính thì cơ quan có thẩm quyền xem xét xử phạt vi phạm hành chính. Trường hợp đã xử phạt vi phạm hành chính mà cá nhân tổ chức bị xử phạt cố tình trốn tránh, trì hoãn việc thi hành thì thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính được xác định theo quy định tại khoản 2, điều 74 của Luật xử lý vi phạm hành chính. Không coi việc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trước 0 giờ 0 phút ngày 1 tháng 1 năm 2018 là căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điều 216 của Bộ luật hình sự. Thưa hai vị khách mời, việc nợ bảo hiểm xã hội của các công ty cũng như là doanh nghiệp ảnh hưởng rất là nhiều đến quyền lợi của người lao động. Vậy thì các cơ quan chức năng làm gì trong cái tình hình mà việc nợ bảo hiểm xã hội của các công ty doanh nghiệp như thế để bảo vệ quyền lợi cho người lao động? Xin được mời ông Đặng Hồng Tuấn. Tình trạng nợ bảo hiểm xã hội thì tính đến tại địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Thì tính đến 31 tháng 12 năm 2019 thì hiện nay ấy, là cơ quan bảo hiểm xã hội đã đăng ký tham gia cho gần 30 được 33,79% cái lực lượng lao động tham gia cái bảo hiểm xã hội, và đến 86,5% là dân số đã tham gia cái bảo hiểm y tế. Trong cái việc tham gia và đóng nộp đấy thì vẫn còn cái tình trạng nợ bảo hiểm xã hội. Tính đến 31 tháng 12 thì còn khoảng 108 phẩy 96 tỷ đồng tiền nợ bảo hiểm xã hội. Cái này chiếm 1,95% kế hoạch phải thu. Cái này nó sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động. Thì về phía cơ quan bảo hiểm xã hội thì trước mắt chúng tôi là bám sát các đơn vị, đôn đốc các đơn vị gắn chặt quyền lợi của người lao động với cái việc trích nộp bảo hiểm xã hội. Người lao động mà bị nợ các cái về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thì sẽ không được giải quyết các cái quyền lợi có liên quan. Thứ hai nữa là chúng tôi đôn đốc các đơn vị để thực hiện kịp thời để mà giải quyết. Đặc biệt là như vậy là các cái chế độ ngắn ngày cũng như là gia hạn cái thẻ bảo hiểm y tế hoặc cái là hưởng cái chế độ bảo hiểm thất nghiệp. Hàng tháng thì chúng tôi đều phân loại các cái loại nợ ra. Loại nào nợ 1 tháng, nợ gối đầu, nợ 3 tháng mà trên 2 tháng thì bị xử phạt theo quy định của pháp luật gấp đôi lãi suất tiền ngân hàng. Những đơn vị nào nợ 3 tháng là những cái hành vi vi phạm pháp luật rồi thì chúng tôi sẽ tiến hành thanh tra kiểm tra, hoặc là chúng tôi báo cáo với các cơ quan quản lý nhà nước ở trên địa bàn để phối hợp cùng với thanh tra kiểm tra, hoặc là phối hợp để đôn đốc nhắc nhở. Sau những cái biện pháp đấy thì chúng tôi trực tiếp báo cáo với Ủy ban nhân dân tỉnh, với cấp ủy địa phương và với các cái tổ chức đảng mà quản lý các cái doanh nghiệp ở trên địa bàn để mà đôn đốc thu hồi nợ. Ngoài ra thì chúng tôi cũng phối hợp với các cái ngành liên quan để mà quản lý, ví dụ như Liên đoàn Lao động về việc giám sát thực thi pháp luật, phối hợp báo cáo với Sở Lao động Thương binh Xã hội để mà thanh kiểm tra, Ban quản lý khu công nghiệp hay là các cái VCCI để mà tuyên truyền, mà phổ biến các cái nội dung nó liên quan đến việc nợ vi phạm pháp luật thì phải bị xử lý, ngoài chuyện phạt hành chính thì còn bị cái xử lý về hình sự theo cái quy định tại Bộ luật hình sự. Bên cạnh đấy thì chúng tôi cũng phối hợp với Cục Thuế để rà soát toàn bộ các cái doanh nghiệp mà đăng ký chưa đầy đủ hoặc là chưa đăng ký tham gia cho người lao động để đôn đốc rồi hướng dẫn các đơn vị đấy thực hiện đúng theo quy định. Ngoài ra thì đối với các doanh nghiệp nợ mà do chủ mà phá sản hay là đơn vị giải thể phá sản thì chúng tôi chủ động là chốt sổ bảo hiểm xã hội đến tại thời điểm mà đơn vị đóng để đảm bảo cái quyền lợi cho người lao động. Còn đối với những đơn vị mà nợ mà chưa xác định được cái tính chất pháp lý của bỏ trốn ấy, thì hiện nay là cũng đang vướng là chính sách pháp luật là chưa hướng dẫn cụ thể về cái việc nợ đấy. Còn đối với các đơn vị mà sau khi đã thanh tra xử phạt thì các đơn vị thứ nhất ấy, là ngoài cái phần phạt chậm nộp hàng tháng theo lãi suất ngân hàng gấp đôi lãi suất ngân hàng đấy, thì những đơn vị nào mà vi phạm thì chúng tôi sẽ xử phạt vi phạm hành chính theo quy định là thẩm quyền của cơ quan bảo hiểm xã hội là sẽ xử phạt 75 triệu đồng tối đa. Còn những trường hợp nào mà xử phạt vượt cái mức mà 75 triệu đồng đấy thì chúng tôi kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh để mà ban hành cái quyết định xử phạt. Thì từ trong năm 2019 là Ủy ban nhân dân tỉnh cũng ban hành 5 cái quyết định xử phạt đối với những đơn vị là nợ trên có cái số tiền thẩm quyền xử phạt là trên 75 triệu, tức là Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ phạt là 150 triệu đồng mỗi một doanh nghiệp cho những cái hình thức vi phạm đấy. Thế sau khi thanh tra kiểm tra xử phạt những đơn vị đấy và đôn đốc, nếu như đơn vị không thực hiện theo cái quy định pháp luật thì chúng tôi chuyển cái hồ sơ đấy cho cơ quan công an để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Thì trong năm 2018, 2019 thì chúng tôi đã chuyển 20 hồ sơ, hơn 20 hồ sơ cho cơ quan công an rồi. Thì hiện nay cơ quan công an cũng đang tiến hành các cái thủ tục để điều tra xử lý theo quy định khởi tố theo cái quy định của pháp luật. Xin được cảm ơn ông Đặng Hồng Tuấn. Thưa ông Phạm Văn Hạnh, ngay tại địa bàn huyện Đất Đỏ thì không biết là với cái tình trạng mà nợ bảo hiểm xã hội thì ngay tại địa phương đã làm gì để bảo vệ được quyền lợi của người lao động ạ? Thưa với chị, rằng riêng trên địa bàn bảo hiểm xã hội huyện Đất Đỏ thì nói chung là tình trạng doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội thì do là tình hình ở địa phương là cái khối lượng đơn vị đóng trên địa bàn cũng không phải là nhiều, cho nên là được cái sự chỉ đạo và phối hợp với là chính quyền địa phương thì cũng luôn luôn tạo điều kiện để cho thành lập các cái đoàn thanh tra kiểm tra của địa phương kết hợp với bên bảo hiểm xã hội tỉnh để kiểm tra đôn đốc, thì tình trạng nợ trên địa bàn tương đối là tỷ lệ nợ là tương đối là thấp. Tỷ lệ nợ trên năm 2019 thì
nợ dưới 3 tháng thì chỉ có 5 đơn vị và từ 3 tháng đến 6 tháng thì có một đơn vị. Nói chung là trên địa bàn tỷ lệ tham gia cũng tương đối là đầy đủ. Dạ, đó cũng là một cái thông tin vui phải không thưa ông Đặng Hồng Tuấn? Và thưa ông, những cái đối tượng nào thì được phản ánh những cái kiến nghị cũng như là khiếu nại tố cáo những hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp không? À, vâng, luật hình sự thì đã quy định rõ tại 3 điều là điều 214, điều 215 và điều 216 về những cái hành vi vi phạm pháp luật mà bị xử lý hình sự. Nhưng do cái cũng chưa rõ ràng, vì thế mà vừa rồi thì hội đồng thẩm phán tòa án trung ương có ban hành nghị quyết 05, ở trong đấy giải thích rất là rõ về cái việc là các cái định nghĩa và giải thích rất rõ các cái hành vi như thế nào là phạm tội. Và hiện nay thì cơ quan bảo hiểm xã hội Việt Nam là hướng dẫn cái việc là tiếp nhận phản ánh các cái tố giác về tội phạm. Thì hiện nay tất cả mọi cái đối tượng từ người dân đến người lao động đến chủ doanh nghiệp, tức là bất cứ một cái đối tượng nào khi phát hiện những cái hành vi liên quan đến vi phạm pháp luật đấy đều được tố cáo với cơ quan bảo hiểm xã hội. Và cơ quan bảo hiểm xã hội thì tiếp nhận tất cả những hình thức tố cáo đấy, xem xét và sau khi đủ đầy đủ chứng cứ thì cơ quan bảo hiểm xã hội cũng sẽ tập hợp và chuyển cho cơ quan công an. Ví dụ như đầu tiên là hành vi vi phạm về cái tội gian lận về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Cái tội gian lận về bảo hiểm y tế đấy là lập hồ sơ giả này, để mà thanh toán các cái chế độ như ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp này, là một tội. Tội thứ hai nữa là tội gian lận về bảo hiểm y tế. Tội gian lận bảo hiểm y tế là ví dụ như đấy là lập bệnh án khống này, tăng cái số lượt hoặc là loại thuốc hoặc là loại vật tư y tế mà dùng để khám chữa bệnh này, rồi giả mạo thẻ bảo hiểm y tế này, giả mạo các cái hồ sơ này để hưởng này, rồi là cấp khống thẻ bảo hiểm y tế này, hoặc là thẻ bảo hiểm y tế lại sửa chữa tẩy xóa, hoặc là mượn thẻ đi khám chữa bệnh, thì đấy là những hành vi gian lận về bảo hiểm y tế. Hoặc là những cái hành vi gian lận về bảo hiểm xã hội như là không đóng, như là trốn đóng mà phát hiện ra thì mọi cái cơ quan tổ chức hoặc là mọi cái cá nhân đều có quyền tố giác với cơ quan bảo hiểm xã hội. Dạ, vậy thì nhân đây thì xin ông cũng hãy cho biết cụ thể về cái mức xử phạt cái hành vi gian lận cũng như là trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ạ. À vâng, như vậy là nó có 3 điều nó liên quan. Điều thứ nhất là 214 là về cái tội gian lận về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp. Thì cái tội gian lận về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp này là như lập hồ sơ khống để giải quyết các thứ, thì cái số tiền phạt là từ 20 triệu đến 100 triệu và phạt cải tạo không giam giữ từ 2 năm đến 10 năm tù. Cái tội thứ hai là cái tại điều 215 ấy, là tội gian lận về bảo hiểm y tế, tức là các cái hồ sơ giấy tờ mà liên quan để gian lận mà hưởng cái chế độ về bảo hiểm khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế đấy, thì tội đấy sẽ bị phạt tiền cũng từ 20 triệu đến 200 triệu và phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc là phạt tù đến 10 năm. Và cuối cùng là điều 216 là về cái tội gian lận về tội trốn đóng bảo hiểm xã hội. Trốn đóng thì ở đây nó có hai hình thức. Một ý, là khai báo không đầy đủ số lượng người đóng tại đơn vị, hoặc ý, là đóng thiếu cái mức đóng theo quy định tại đơn vị, thì đấy cũng là trốn đóng. Thứ hai nữa ý, là đến thời hạn phải nộp nhưng đơn vị không nộp theo quy định, nợ từ 3 tháng trở lên sau khi thanh tra kiểm tra ra, thì đấy là cũng hình thức trốn đóng. Và trốn đóng như vậy thì cũng bị phạt tiền từ 50 triệu đến 1 tỷ cho những cái hành vi vi phạm đấy, và cũng phạt cải tạo không giam giữ đến 1 năm hoặc ý, là phạt tù đến 7 năm. Dạ, xin được cảm ơn ông. Còn không biết là cụ thể ngay tại địa phương bảo hiểm xã hội huyện Đất Đỏ thì như thế nào thưa ông Phạm Văn Hạnh ạ? Dạ, thưa chị Ngọc Diệu, thì ở tại địa phương thì nói chung cái tình trạng để mà nợ động và trốn đóng bảo hiểm thì trên địa bàn đến thời điểm này thì cũng là chưa xảy ra cái tình trạng này, bởi vì thực tế là doanh nghiệp ở địa bàn huyện Đất Đỏ thì nói chung là chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thế nên thì tỷ lệ tham gia cho đối tượng thì tương đối đầy đủ, cho nên là cái tình trạng chưa xảy ra. Xin được cảm ơn ý kiến vừa rồi của ông. Thưa ông Đặng Hồng Tuấn, nghị quyết 05/2019 có hiệu lực thi hành sẽ là một cái căn cứ áp dụng cho các hành vi vi phạm về các chính sách liên quan đến bảo hiểm xã hội được thực thi một cách rất là nghiêm khắc phải không thưa ông? Vâng, đúng là nghị quyết 05 thì đã hướng dẫn những cái định nghĩa lại tất cả các cái nội dung cơ bản của các cái điều luật. Vì thế nó rất là rõ ràng, rành mạch. Đồng thời bên cạnh đấy cũng nói lên cái việc trách nhiệm của cái việc là cơ quan bảo hiểm xã hội phải có trách nhiệm tiếp nhận các cái phản ánh khiếu nại, cũng như là trách nhiệm của cơ quan công an ấy, là khi mà có cái hồ sơ của cơ quan bảo hiểm xã hội chuyển sang ấy, thì phải điều tra và khởi tố theo quy định pháp luật.
đồng thời có cái sự giám sát của Viện Kiểm sát Nhân dân trong cái việc là sau khi mà có cái hồ sơ tố giác tội phạm. Dạ, xin được cảm ơn ông. Thưa quý vị, với chủ đề một số quy định xử phạt trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chương trình đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo khán giả xem đài. Bây giờ là thời gian chương trình dành cho quý vị khán giả. Xin được mời bộ phận thư ký của chương trình chuyển câu hỏi của khán giả đến hai vị khách mời tham gia chương trình ngày hôm nay. Cho tôi hỏi là doanh nghiệp người sử dụng lao động không bị xử phạt chậm hành chính về lỗi chậm nộp tiền bảo hiểm xã hội thì có bị tính là lãi nộp chậm không ạ? Và nếu mà vậy thì bảo hiểm xã hội có được phép thu lãi nộp chậm không có quyết định xử phạt vi phạm hành chính không ạ? Được rồi, xin cảm ơn khán giả. Dạ, xin được mời hai vị khách mời giúp giải đáp thắc mắc vừa rồi của khán giả. Vâng, khi mà doanh nghiệp có cái hành vi chậm nộp hoặc là trốn đóng bảo hiểm xã hội thì phải cứ quá 30 ngày trở lên kể từ ngày mà theo quy định là cứ đến ngày cuối cùng của tháng đấy thì tiền của doanh nghiệp phải trích tiền lương của người lao động và cái khoản của chủ sử dụng lao động ấy nộp vào tài khoản của cơ quan bảo hiểm xã hội. Sau 30 ngày kể từ ngày đấy, nếu như đơn vị không nộp thì điều đầu tiên ấy là sẽ bị tính phạt theo lãi suất ngân hàng. Thì cái này là bằng theo quy định của luật bảo hiểm xã hội là bằng 2 lần mức lãi suất ngân hàng. Cái này không cần phải có quyết định, không cần phải có các cái giấy tờ, mà căn cứ vào cái việc xác nhận cái việc tích nộp của đơn vị để biết được rằng đơn vị có hành vi vi phạm thì cơ quan bảo hiểm xã hội là tính cái lãi phạt chậm nộp. Thế còn cái hành vi vi phạm ấy là khi mà cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc là các cái đoàn thanh tra kiểm tra, người ta kiểm tra, người ta xác định ra cái việc vi phạm đấy thì cái phạt đấy là lập biên bản vi phạm hành chính. Và từ cái biên bản vi phạm hành chính đấy thì sẽ ban hành cái quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Thì quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì hiện nay là quy định là từ 13 đến 15% cái tiền chậm nộp ở trên cái của doanh nghiệp. Cái tiền đấy được tính ra thì nếu như cái định mức mà dưới 75 triệu thì cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ ban hành quyết định xử phạt. Còn trên 75 triệu thì Ủy ban Nhân dân tỉnh hoặc là Chánh Thanh tra Sở Lao động Thương binh Xã hội sẽ ban hành cái quyết định xử phạt. Ủy ban Nhân dân tỉnh thì ban hành cái quyết định xử phạt được là thẩm quyền là trong 150 triệu. Dạ, xin được cảm ơn ông Đặng Hồng Tuấn và thưa ông Phạm Văn Hạnh. Trong thực tế thực hiện thì không biết là với các câu hỏi của khán giả vừa rồi thì ngay tại địa phương huyện Đất Đỏ thì sẽ xử lý như thế nào thưa ông? Dạ, thưa chị Ngọc Diệu, thì nói chung là trên địa bàn thì tình hình mà đơn vị nợ doanh nghiệp thì giống như ban đầu thì tỷ lệ nợ dưới 3 tháng thì có 5 đơn vị và nợ từ 3 tháng đến 6 tháng thì có 1 đơn vị. Thì ở trên địa bàn thì chủ yếu là phối hợp với các cơ quan ban ngành, nói chung là mình đôn đốc nhắc nhở thì đơn vị thực hiện tương đối tốt, nên cũng chia xảy ra tình trạng để mà xử phạt hành chính đối với trên địa bàn. Dạ, xin được cảm ơn ông và cũng xin được cảm ơn vị khán giả vừa rồi đã dành thời gian tham gia chương trình. Và thông qua địa chỉ email của chương trình thì một khán giả tên Khang có gửi thư hỏi như sau. Tôi là công nhân viên quốc phòng 7 năm, sau đó hoàn cảnh gia đình khó khăn, tôi xin thôi việc ra Hà Nội và nhận quyết định thôi việc. Tôi xin việc tại cơ quan mới và làm việc từ đó cho đến nay. Tháng 3 năm 2021 là tôi về hưu, nhưng số năm đóng bảo hiểm xã hội của tôi thì mới được 18 năm. Và tôi có được làm thủ tục nối lại bảo hiểm của năm trong quân đội trên vào với 16 năm nơi làm việc mới hay là không? Xin được mời ông Đặng Ngọc Tuấn giúp giải đáp thắc mắc của khán giả. Vâng. Thời gian công tác của người lao động thì được tính là thời gian tham gia bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên là cơ quan bảo hiểm xã hội thì mới thành lập từ tháng 5 năm 1995 trở lại đây. Vì thế là trước thời gian năm 95 thì những cái thời gian tham gia công tác của người lao động là sẽ được cộng nối nếu như là cái thời gian đấy công tác nó liên tục. Thế đặc biệt ở đây là trường hợp là quân nhân, phục viên hay là xuất ngũ thì có quy định là quân nhân thuộc viên mà xuất ngũ trước ngày 15 tháng 12 năm 1993 đó, mà có sau đấy chuyển sang một cái cơ quan đơn vị làm việc và liên tục làm việc thì sẽ được cộng nối cái thời gian xuất ngũ và thời gian bộ đội và cộng với thời gian sau này để được giải quyết, để được tính hưởng các cái chế độ bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên là hồ sơ của ông là cũng không nói là cái thời gian là xuất ngũ trước năm bao nhiêu. Nên ý là đề nghị ông là liên hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội địa phương để chúng tôi giải quyết, để hướng dẫn cụ thể hơn.
Còn về việc là ông mới được có cái 18 năm công tác ấy, mà ông mà muốn tham gia để hưởng hưu trí thì hiện nay là ông có thể là giả sử như ông mà có cái thời gian quân đội xuất ngũ trước năm 93 mà lại công tác liên tục sau đấy là tiếp tục thì sẽ được cộng nối. Còn trường hợp mà ông mà xuất ngũ sau năm 93 ấy, thì là sẽ không được cộng nối, hoặc là trước đấy mà lại nghỉ việc, làm việc tại một đơn vị rồi mà lại thôi việc ấy thì thời gian quân đội cũng không được tính. Thì ông không đủ năm công tác. Tuy nhiên là ông có 15 năm thì ông có thể tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Hiện nay cái việc đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện là rất thuận lợi. Thuận lợi ở chỗ là theo quy định mới là có cho phép người lao động khi mà đến tuổi nghỉ hưu đấy thì người ta có thể đóng một lần. Đóng một lần không quá 5 năm. Cho cái số khi mà đã đến tuổi rồi thì người ta đóng một lần để nghỉ hưu luôn. Ví dụ như anh có 18 năm thì anh đóng một lúc đến tuổi nghỉ hưu rồi là anh đóng luôn 2 năm. Đóng 5 năm thì ngay sau đó là anh sẽ được giải quyết tiền lương hưu ngay. Dạ, xin được cảm ơn ông Đặng Hồng Tuấn. Và cũng xin được cảm ơn vị khán giả tên là Khang đã gửi câu hỏi cho chương trình. Bây giờ thì xin được mời bộ phận thư ký chương trình tiếp tục chuyển câu hỏi cho hai vị khách mời ạ. Dạ, tôi mua thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình, nhưng trong thẻ bảo hiểm y tế của tôi thì sai năm sinh so với giấy khai sinh của tôi. Hiện giờ thì tôi muốn chỉnh sửa lại năm sinh trong số thẻ bảo hiểm y tế của mình. Thì cần những cái giấy tờ gì ạ? Và cái thời gian điều chỉnh là bao nhiêu ngày ạ? Mời hai vị khách mời giúp tư vấn cho khán giả. Dạ vâng, thưa chị hiểu, thì cái trường hợp mà đối với người tham gia bảo hiểm hộ gia đình mà trong cái nó là sai ngày tháng năm sinh trên thẻ bảo hiểm y tế thì nói chung cái thủ tục hồ sơ để điều chỉnh cái thân nhân trên thẻ bảo hiểm y tế thì nó có hai cái. Thứ nhất là đối tượng ra tại cơ quan bảo hiểm xã hội kê khai cái tờ khai màu TK1 TS và kèm theo là mang theo chứng minh nhân dân hoặc cái thẻ căn cước để đối chiếu, và cái thời gian để điều chỉnh thì 5 ngày làm việc kể từ khi mà bảo hiểm xã hội nhận đủ thủ tục hồ sơ để cấp lại cho đối tượng được hưởng. Như là cũng khá là đơn giản phải Dạ không vâng. ạ? Chỉ cần ra cái cơ quan bảo hiểm xã hội Dạ địa phương là có vâng. thể là làm trong Kê 5 khai ngày làm lại, việc. dạ vâng. Dạ, xin được cảm ơn ông Phạm Văn Hạ rất là nhiều và cũng xin được cảm ơn chị khán giả vừa rồi đã tham gia chương trình. Xin được mời bộ phận thư ký hãy tiếp tục chuyển câu hỏi ạ. Chương trình này. Cho tôi hỏi à, khi chúng tôi phát hiện doanh nghiệp có hành vi gian dối hoặc trốn đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động, chúng tôi muốn kiến nghị hoặc tố cáo thì gửi đến cơ quan là có thẩm quyền à. Xin cảm ơn ạ. Được mời hai vị khách mời. Vâng, việc phản ánh các kiến nghị tố cáo của công dân khi phát hiện các cái hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hay là bảo hiểm thất nghiệp thì hiện nay được quy định rất rõ trong cái nghị quyết 05. Có nghĩa là cơ quan bảo hiểm xã hội địa phương từ tỉnh đến huyện thì đều phải đứng ra tiếp nhận các cái phản ánh khiếu nại tố cáo của mọi cái tổ chức, mọi cá nhân, mọi công dân khi mà phát hiện những cái hành vi mà gian dối thì đều có thể kiến nghị với cơ quan bảo hiểm xã hội. Và chúng tôi hiện nay đã có cái việc tổ chức tiếp nhận các cái hành vi cái vi phạm mà các cái tố cáo phản ánh để tổng hợp. Sau khi tiếp nhận các cái hành vi phản ánh tố cáo này thì chúng tôi sẽ xem xét lại cái hồ sơ của doanh nghiệp và sau đấy đủ cơ sở thì chúng tôi sẽ chuyển cho cơ quan công an để kiến nghị khởi tố theo quy định của pháp luật. Dạ, xin được cảm ơn ông và cũng xin được cảm ơn vị khán giả vừa rồi đã tham gia chương trình. Xin được mời bộ phận thư ký hãy tiếp tục chuyển câu hỏi của khán giả kế tiếp ạ. Dạ, xin chào chương trình nè. Tôi thì hiện nay đang ở Phước Tỉnh. Công việc của tôi á, tôi đang làm ghẹ, nhưng mà tôi muốn hỏi là tôi hiện nay thì tôi cũng có tham gia, cũng có đóng bảo hiểm y tế rồi, nhưng mà tôi cũng là người lao động thì tôi không có biết rằng, tôi được biết là bây giờ ví dụ như tôi mà bị bệnh á, thì tôi đi đến những cái bệnh viện, những cái trung tâm y tế công á, thì tôi sẽ được chi trả là 80% cái tiền viện phí. Mà tôi muốn hỏi chương trình của mình là có thể cho tôi biết rằng trong cái trường hợp nào hoặc là những cái đối tượng nào thì mới được bảo hiểm y tế trả hết toàn bộ viện phí thuốc thang gì không ạ? Tức là chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh phải không ạ? Dạ đúng rồi ạ. Dạ rồi, xin cảm ơn khán giả. Xin được mời hai vị khách mời ạ. Vâng, đầu tiên thì để giải thích cho chị nắm rõ hơn, tức là cái việc tham gia bảo hiểm y tế đấy thì chị nói là chị vừa làm lại vừa có bảo hiểm y tế và vừa lại là người lao động. Thì cái này nó có hai trường hợp xảy ra. Một ấy là chị đã tham gia cái bảo hiểm y tế hộ gia đình, là cái này là chị mua tại hộ gia đình
Hai ấy, là chị làm việc tại đơn vị thì đơn vị đã tham gia bảo hiểm xã hội cho chị, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội theo hình thức bắt buộc. Theo quy định hiện nay thì chỉ được tham gia có một loại hình. Đấy là chị phải tham gia theo hình thức bắt buộc theo đơn vị sử dụng lao động mà chị đang là người lao động đóng, chứ không phải là chị tham gia theo hộ gia đình. Thì chị cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ hoàn trả lại cái tiền mà chị đóng cái bảo hiểm y tế theo hộ gia đình. Thì đấy là phần thứ nhất. Phần thứ hai là chị có hỏi đến cái quyền lợi mà liên quan đến thẻ khám bảo chữa bệnh. Thì báo cáo với chị là tất cả mọi loại thẻ thẻ bảo hiểm y tế nó chỉ có một loại. Dù các cái đối tượng nó khác nhau, nhưng mà đấy là thẻ bảo hiểm y tế là theo hình thức bắt buộc hay là theo hình thức tự nguyện thì cái quyền lợi khám chữa bệnh nó cũng như nhau. Chỉ có rằng quy định ý là cái đồng chi trả. Ở đây phải xác định là cái đồng chi trả, có nghĩa là khi người bệnh đi khám chữa bệnh thì họ phải bỏ ra một cái phần chi phí. Thì cái này có quy định khác là các cái người lao động mà hoặc là tham gia theo hộ gia đình ấy, thì phải đóng thêm 20%, tức là tự mình phải bỏ ra 80%. Còn một số cái nhóm đối tượng ấy, là sẽ được hỗ trợ 100% cái tiền khám chữa bệnh. Ở trong cái thẻ ấy, là nó có cái mã là mã số 4 hoặc mã số 2 đấy. Thì những đối tượng đấy là những đối tượng là người có công với cách mạng, rồi những đối tượng là trẻ em, những đối tượng là gia đình liệt sĩ, là những đối tượng đấy thì đều được hưởng 100% cái quyền lợi khám chữa bệnh. Còn 100 ở đây ấy, là tất cả mọi cái nhóm đối tượng, kể cả cán bộ công chức như chúng tôi cũng chỉ được hưởng 80%, tức là 20% thì mình phải đồng chi trả với cùng với quỹ cái tiền khám chữa bệnh của mình ở trong cái kỳ mà khám chữa bệnh đấy. Tuy nhiên cũng có một số cái quy định là tất cả mọi nhóm đối tượng đều được hưởng 100%, cụ thể như sau. Thứ nhất ý, là khi khám chữa bệnh tại tuyến xã thì tổng cái chi phí cho một lần khám chữa bệnh, cứ khám chữa bệnh tại tuyến xã là đều được hưởng 100% hết, chứ không phải là 80 phần hay là 100, là thứ nhất. Thứ hai nữa ý, là cái chi phí khám chữa bệnh mà một lần khám chữa bệnh ý, là thấp hơn 15% cái mức lương cơ sở, tức là cái chi phí khám chữa bệnh của một lần khám chữa bệnh nó chỉ khoảng là 223.500 ấy, thì cái này là không phải trả thêm cái 20% cái đồng chi trả đấy. Thứ ba nữa ấy, là người có tham gia bảo hiểm y tế trong thời gian 5 năm liên tục trở lên mà có cái số tiền chi trả đồng khám chữa bệnh trong năm ấy, từ đầu năm đến cái năm trong năm tài chính ấy, là lớn hơn 6 tháng lương cơ sở hiện hành, tức là tổng cái số tiền khám chữa bệnh của cái người đấy mà được khoảng bây giờ là 8.940.000 đồng rồi. Thì những người mà có cái 5 năm mà liên tục tham gia bảo hiểm y tế thì cũng không phải cái chi chi trả thêm 20% cái đồng chi trả ấy nữa. Đó, thế còn theo quy định thì như tôi nói là một số đối tượng là được hưởng 100% rồi, không kể những nên là như đối tượng là có công cách mạng và cựu chiến binh và gia đình liệt sĩ. Xin được cảm ơn ông. Và với câu hỏi của vị khán giả Phước Hải thì tôi cũng rất là muốn nghe ý kiến của ông Phạm Văn Hạnh ạ. Thưa chị thì nói chung là những cái trường hợp mà khám chữa bệnh để hưởng được 100% thì nói chung là bên chỗ Tuấn cũng đã trao đổi rồi, thì nói chung cái này thì cũng là được quy định theo quy định rồi. Xin được cảm ơn cả hai vị khách mời ạ. Thưa hai vị khách mời, hiện tại thì chúng ta đang cùng chung tay với cả nước phòng chống đại dịch COVID-19, và nhân chương trình Pháp luật và cuộc sống được truyền hình trực tiếp thì chúng tôi cũng xin được dành một phần thời lượng để trao đổi với hai vị khách mời có liên quan về vấn đề bảo hiểm xã hội cũng như là bảo hiểm y tế cùng trong cái chủ đề mà về COVID-19. Và như vừa qua thì chắc hai vị khách mời cũng đã biết là ngày 4 tháng 3 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành một cái chỉ thị số 11 về các nhiệm vụ giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, ứng phó với dịch COVID-19. Theo đó thì liên quan đến chính sách bảo hiểm, Thủ tướng yêu cầu Bảo hiểm xã hội Việt Nam chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn thực hiện tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đến hết tháng 6 hoặc là tháng 12 năm 2020 và không tính lãi chậm nộp. Xin ông Đặng Hồng Tuấn hãy cho chúng tôi biết rõ ràng và cụ thể hơn về cái chỉ thị này ạ. Cơ quan bảo hiểm xã hội về nhiệm vụ chính trị là thực hiện cái chính sách an sinh xã hội ở trên địa bàn. Chúng tôi khi có ngay cái chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ thì chúng tôi cũng đã được Bảo hiểm Việt Nam hướng dẫn về việc là đồng hành cùng với doanh nghiệp trong cái việc là rất là nhiều việc. Nhưng cái việc thứ nhất ý, là việc tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tạm dừng đóng cái chế độ hưu trí và tử tuất. Thì chúng tôi cũng đã có văn bản hướng dẫn
mới ngày hôm qua thôi, là hướng dẫn tới các đơn vị về cái điều kiện, về cái điều kiện là như thế nào, là điều kiện là tạm dừng đóng cái quỹ hưu trí tử tuất đấy, rồi nội dung của cái việc dừng đóng đấy là cái gì, rồi cái việc là thẩm quyền của cái việc xác nhận cái hồ sơ đấy để giải quyết cái tạm dừng đóng, và cuối cùng là cái hồ sơ đấy được giải quyết trong thời hạn bao nhiêu lâu, và cụ thể là như sau. Thứ nhất ấy, là về cái điều kiện mà để tạm dừng đóng cái quỹ hưu trí và tử tuất ấy, là các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng lao động thuộc các ngành nghề dịch vụ vận tải, hành khách, du lịch này, lưu trú này, nhà hàng và các ngành nghề khác, và các ngành nghề khác đặc biệt ấy, là gặp khó khăn do COVID-19 thì chúng tôi sẽ trong những cái đơn vị đấy thì có hai cái điều kiện để được hưởng. Cái loại hình mà doanh nghiệp thứ nhất để được hưởng đấy là không bố trí được việc làm cho người lao động mà trong đó có 50% cái lao động hiện tại của họ phải tạm thời nghỉ việc. Tạm thời nghỉ việc. Thì đấy là cái loại hình thứ nhất là sẽ được tạm dừng. Tức là 50% số lao động mà phải tạm thời nghỉ việc. Cái loại hình thứ hai nữa là bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản mà do cái dịch COVID người ta gây ra, thì gây ra, cái này không kể đến giá trị của đất, tức là thiệt hại. Nên là có hai loại hình, hai loại hình của cái doanh nghiệp là sẽ được tạm dừng đóng quỹ bảo hiểm, quỹ hưu trí và tử tuất. Thế còn cái nội dung mà dừng đóng ấy, thì nội dung dừng đóng như sau. Cái tỷ lệ mà được dừng đóng là hiện nay là doanh nghiệp phải nộp tất cả là 32%. Thì hiện nay nếu như được đủ điều kiện được dừng đóng thì sẽ được dừng đóng 22% hưu trí tử tuất. Như vậy là doanh nghiệp vẫn phải nộp 10%. Thì 10% này là để giải quyết các cái chế độ ngắn hạn. Ví dụ như là ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, rồi bảo hiểm y tế. Ở trong này khoảng 10% là cái phần, tức là doanh nghiệp được tạm dừng 22% và chỉ nộp có 10% thôi. Còn những cái doanh nghiệp này khi mà tạm dừng như vậy mà có những trường hợp mà người ta phải giải quyết chế độ hưu hoặc chế độ tuất thì doanh nghiệp này được quyền nộp riêng cho từng cái lao động một để đến cái thời điểm mà người ta nghỉ việc đấy để được giải quyết ngay. Còn hết thời hạn tạm dừng đóng thì cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ tiếp tục yêu cầu là phải nộp cái phần là được tạm dừng đấy nhưng không bị tính lại. Cái phần tạm nộp được nộp chậm đấy và không bị tính lại. Thì hiện nay theo quy định của Bảo hiểm Việt Nam thì chúng tôi đang chia ra thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 là cho tạm dừng từ tháng mà đơn vị đề nghị, có nghĩa là bắt đầu từ ngày thứ hai tới đây. Thì đơn vị đề nghị từ tháng nào thì sẽ cho giảm ngừng tại từ tháng đấy đến tháng 6 năm 2020 là giai đoạn 1. Giai đoạn 2 đó là cho ngừng tiếp từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2020. Thì với trong trường hợp ấy mà dịch bệnh vẫn tiếp tục, COVID vẫn tiếp tục diễn ra. Đó, và thì Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ phối hợp với Sở Lao động, Sở Tài chính báo cáo với Ủy ban Nhân dân tỉnh và gửi cho Bảo hiểm Việt Nam để tiếp tục đề nghị tạm dừng cho những cái đối tượng này. Dạ, xin được cảm ơn ông. Vậy thì không biết rằng với cái việc mà tạm dừng đóng như thế này á, thì có ảnh hưởng đến cái việc mà đi khám chữa bệnh của người lao động hay không ạ? Xin được mời ông Phạm Văn Hạnh hay cho chúng tôi được biết ạ. Thưa chị Ngọc Kiều, thì trong cái trường hợp mà hiện tại theo quy định của chính phủ và hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội tỉnh thì cái việc dừng đóng bảo hiểm xã hội về cái quỹ hưu trí và tử tuất á, thì nó không ảnh hưởng đến cái việc đi khám chữa bệnh. Bởi vì trong cái trường hợp đó thì được phân tích ra là cái quỹ bảo hiểm y tế, quỹ bảo hiểm từ hưu trí và tử tuất là đóng tạm dừng đóng 22%, còn cái trường hợp mà cái quỹ đóng 10% là đó là để phục vụ cho cái công tác khám chữa bệnh và giải quyết các cái chế độ ngắn hạn, cho nên trong cái trường hợp đó thì cũng không ảnh hưởng đến cái trong cái chuyển đi khám chữa bệnh cho các cái trường hợp khi có sự việc xảy ra. Dạ, xin được cảm ơn ông Hạnh. Thưa ông Đặng Ngọc Tuấn, theo như Ngọc Diệu được biết là khi biết quỹ bảo hiểm y tế sẽ thanh toán cho những cái người mà có tham gia đóng bảo hiểm y tế khám mà có các cái triệu chứng nghi ngờ như là sốt, ho hoặc là xét nghiệm chẩn đoán trong trường hợp mà âm tính với virus SARS-CoV-2. Còn nếu có kết quả dương tính và cần phải điều trị thì toàn bộ chi phí điều trị và xét nghiệm thì cũng sẽ do ngân sách của nhà nước chi trả. Vậy còn đối với những người đang thuộc diện cách ly mà mắc các cái triệu chứng khác á, thì sẽ được giải quyết như thế nào thưa ông? Vâng, đây là một cái loại dịch mới nên là nhưng mà ngay tức khắc là Bộ Y tế cũng đã ban hành ngay cái quy định
Vì thế tất cả các cái trường hợp mà khi mà người dân mà bị nhiễm COVID hoặc là nghi ngờ bị nhiễm COVID đấy thì có thẻ bảo hiểm y tế thì đây là được thanh toán 100%, không nói rồi. Thế trong trường hợp mà những người mà khi mà đi bị cách ly chẳng hạn, bị cách ly mà đi khám chữa bệnh mà không có cái mà có thẻ bảo hiểm y tế đấy thì họ vẫn được hưởng đầy đủ các cái quyền lợi về cái bảo hiểm y tế như là khám chữa bệnh ốm đau thai bình sản thường. vâng, bình thường như tất cả những đối tượng khác. Vì thế cũng trong cái giai đoạn này là người dân là có cái thẻ bảo hiểm y tế là thực sự là mang lại cái lợi ích rất lớn. Vâng. Anh xin được cảm ơn ông rất là nhiều. Thưa hai vị khách mời, bây giờ tiếp tục sẽ là khoảng thời gian mà chúng tôi dành để hai vị khách mời trả lời những cái thắc mắc, những cái vấn đề mà của quý vị khán giả. Xin được mời bộ phận thư ký hãy tiếp tục chuyển câu hỏi cho chúng tôi. Mỗi cái chương trình mà đang ấy dụ bảo hiểm á chị. Dạ rồi, xin mời đặt câu hỏi ạ. Dạ, cho em được hỏi là em nghỉ thôi việc rồi mà em có được hưởng bảo hiểm tiền cách nghỉ với trợ giá không ạ chị ạ? Nghe người ta nói là có lãnh tiền bảo hiểm, tiền cách nghỉ với tiền trợ giá là bảo hiểm xã hội. Em hỏi chị có không cho em biết không? Tức là chị đã nghỉ làm ở công ty rồi đúng không mà? Dạ đúng rồi, em đang nghỉ công ty ạ. Lúc nghỉ là chị có lãnh được tiền việc của công ty không? Có lãnh bảo hiểm tiền tiền tôi chỉ có tiền bảo hiểm mình thất nghiệp đó chị. Giờ chị hỏi là chị có được lãnh tiền bảo hiểm trợ giá gì không mà đúng không? Dạ đúng rồi, chứ tiền cách nghỉ nha chị. Dạ, xin lỗi chị ở đâu ạ? Em ở Dùng Ngang, ở Hòa Khánh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An ạ. Dạ, cảm ơn câu hỏi của chị. Khán giả Long An gửi đến câu hỏi cũng khá là khó nghe, thì không biết là hai vị khách mời đã nắm được nội dung của khán giả chưa ạ? Xin được mời hai vị khách mời ạ. Vâng, trường hợp của chị là nghỉ thôi việc thì tôi giải thích cho chị hiểu. Thứ nhất là khi người lao động có tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp ấy mà nghỉ thôi việc ấy, thì điều đầu tiên ấy, là người ta sẽ được hưởng cái bảo hiểm thất nghiệp. Bảo hiểm thất nghiệp thì không ảnh hưởng gì đến cái việc đóng nộp hoặc là của bảo hiểm xã hội cả, mà chỉ nó liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp thôi. Thế thì trong vòng 3 tháng kể từ ngày nghỉ thôi việc đấy, người lao động đấy phải làm các cái hồ sơ ra với trung tâm giới thiệu việc làm của thuộc Sở Lao động Thương binh Xã hội và để mà đăng ký để hưởng cái chế độ bảo hiểm thất nghiệp. Thứ hai là khi đơn vị khi mà chị tham gia tại một đơn vị mà chị nghỉ việc thì đơn vị phải trả trợ cấp thôi việc cho chị trong cái thời gian mà chị chưa tham gia cái bảo hiểm thất nghiệp. Tức là thời gian trước năm 2014 đấy là của chị được trả cái tiền trợ cấp thôi việc một năm công tác nửa tháng lương, cái đấy do đơn vị trả. Thứ ba nữa ấy, là chị về phần bảo hiểm xã hội thì nó có hai khả năng xảy ra. Bảo hiểm xã hội thì nếu như chị mà nghỉ việc mà một năm rồi, kể từ ngày chị nghỉ việc đấy đến bây giờ là một năm rồi, thì chị có thể được giải quyết cái chế độ bảo hiểm xã hội một lần. Thì chế độ bảo hiểm xã hội một lần này trước năm 2014 thì được tính là mỗi năm công tác là 1,5 tháng lương. Còn từ sau năm 2014 thì sẽ được một năm công tác là 2 tháng lương. Đấy, chị là hỏi về cái trợ giá hoặc là cái gì đấy, nhưng mà cụ thể về chế độ bảo hiểm về về chế độ cho người lao động khi thôi việc nó chỉ có 3 cái chế độ như vậy. Ngoài ra thì chị có thể là không hưởng cái chế độ, chị có thể là vẫn hưởng bảo hiểm mà cái trợ cấp thôi việc do đơn vị trả này, chị vẫn được hưởng cái chế độ bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp thất nghiệp này. Nhưng mà nếu như chị không giải quyết cái trợ cấp một lần ấy, sau một năm công tác ấy, thì chị có thể bảo lưu sổ lại, và cái sổ đấy thì được tính, được cộng cái thời gian công tác lại để sau này chị có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hay là tiếp tục tham gia để cộng nối, để đủ điều kiện để giải quyết chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật. Xin được cảm ơn ông Đặng Hồng Tuấn và cũng xin được cảm ơn vị khán giả Long An đã dành thời gian tham gia chương trình. Xin được mời bộ phận thư ký hãy tiếp tục chuyển câu hỏi cho chúng tôi. Alo, cho tôi hỏi là tôi làm việc tại một công ty trách nhiệm hữu hạn, tham gia đóng góp đầy đủ các cái bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, nhưng mà sau đó thì vì cái lý do gia đình tôi nghỉ không có ăn lương 2 tháng, vậy thì khi mà chấm dứt cái hợp đồng lao động, tôi phải làm những thủ tục gì để hưởng bảo hiểm thất nghiệp ạ? Xin được mời hai vị khách mời ạ. Vâng, chị có một cái thời gian tham gia tại đơn vị nhưng do chị nghỉ cái không lương 2 tháng rồi sau đấy chị mới chấm dứt cái hợp đồng lao động. Đấy, cái chỗ này là chỗ khúc mắc nó liên quan đến cái chỗ là chị chốt sổ rồi cái thời gian chốt sổ nó sẽ có trước đấy 2 tháng,
và cái thời gian chị nghỉ, bởi vì chị nghỉ không lương thì có nghĩa là chị đã không đóng bảo hiểm xã hội rồi. Dạ. Nên chị mang cái hồ sơ này mang ra cho trung tâm giới thiệu việc làm thì người ta sẽ hỏi chị lại về cái việc là tại sao chị nghỉ 2 tháng rồi mà cái sổ lại chốt chậm cái 2 tháng. Thì cái việc này là chị phải có một cái đơn xin nghỉ phép. Như chị nói, chị nghỉ không lương thì nếu như chị xin nghỉ phép thì phải được cơ quan đồng ý. Dạ. Cơ quan đồng ý phải xác nhận vào đấy và cái thời gian nghỉ trước đấy. Tất nhiên thời gian chị nghỉ không lương 2 tháng đấy thì chị không tham gia đóng cái bảo hiểm xã hội hoặc là bảo hiểm thất nghiệp thì chị mới có thể nộp cho cái trung tâm giới thiệu việc làm để người ta xác định và tính cái để giải quyết cái hồ sơ trợ cấp thất nghiệp cho chị. Dạ, xin được cảm ơn ông Đặng Hồng Tuấn và cũng xin được cảm ơn khán giả. Và bộ phận thư ký có chuyển câu hỏi lên cho tôi, xin phép được chuyển nội dung đến hai vị khách mời. Câu hỏi như sau: tôi tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được 14 năm 6 tháng. Nay tôi đã nghỉ làm và muốn tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho đủ số năm để được hưởng chế độ hưu trí, có được hay không? Nếu được thì tôi cần liên hệ với cơ quan nào và thủ tục đăng ký ra sao để đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện ạ? Xin được mời hai vị khách mời. Dạ vâng, thưa chị Ngọc Diệu, thì tôi xin trả lời cái trường hợp của người lao động mà đã tham gia bảo hiểm xã hội đóng được 14 năm 6 tháng dạ. mà không đi làm nữa mà muốn tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện á, thì cái này thì cũng bây giờ thì hiện tại ở trên địa bàn các địa phương thì đều có tất cả các cái điểm giao dịch thu bảo hiểm xã hội tự nguyện từ dạ. cái hệ thống bưu điện và các đại lý ở phường xã, cho nên là đề nghị là người lao động có thể là ra đăng ký tại nơi gần nhất nơi mình đang cư trú tại các cái đại lý của bưu điện hoặc là các đại lý của ủy ban nhân dân xã và các cái hội nông dân liên hiệp hội phụ nữ trên địa bàn để mình đăng ký tham gia để đóng đủ 20 năm thì được là hưởng hưu trí, chế độ hưu trí. Thì cái này thì thủ tục cái điều kiện để tham gia thì ra chỉ có là kê khai cái tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo mẫu của cơ quan bảo hiểm xã hội và đóng tiền theo tại nơi cái địa phương mình lựa chọn thôi. Cái dạ. này thì cũng rất là thuận tiện cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tại địa phương. Dạ, xin được cảm ơn ông Hải rất là nhiều. Và xin được mời bộ phận thư ký của chương trình hãy tiếp tục chuyển câu hỏi của khán giả. Chương trình cho tôi hỏi một câu hỏi là đối với những người mà đã tham gia bảo hiểm xã hội y tế liên tục trên 5 năm á, xin cho tôi biết rõ hơn về quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế liên tục trên 5 năm. Khán giả còn hỏi thêm gì nữa không ạ? Không gì được rồi. Xin được mời hai vị khách mời ạ. Vâng, tham gia bảo hiểm y tế liên tục 5 năm có nghĩa là người tham gia bảo hiểm y tế không bị gián đoạn cái quá trình tham gia cái bảo hiểm y tế đấy. Thì khi mà có cái điều kiện tham gia đấy thì người lao động sẽ được không phải đóng cái tiền đồng chi trả nữa. Dạ. Tức là nếu như số tiền mà khám chữa bệnh trong năm đấy nó vượt quá 8.940.000, tức là vượt quá 6 lần cái mức lương cơ sở hiện tại, thì người lao động từ đấy trở đi là không phải nộp 20% cái tiền đồng chi trả nữa. Dạ. Xin được cảm ơn ông Đặng Hồng Tuấn và cũng xin được cảm ơn vị khán giả vừa rồi. Và thông qua địa chỉ email của chương trình thì một khán giả tên Trang ở thành phố Bà Rịa có gửi câu hỏi đến hai vị khách mời như sau. Chị Trang, năm 2017 thì bắt đầu công việc ở một công ty ngay tại địa bàn thành phố Bà Rịa. Và chị bắt đầu làm sổ bảo hiểm ngay từ thời điểm đó, nhưng mà chị cho biết là trước đó chị đã có 2 năm công tác tại một công ty ở thành phố Hồ Chí Minh. Vậy thì cho chị hỏi là bây giờ cái số năm mà chị đóng cái bảo hiểm xã hội ngay tại một cái công ty ở thành phố Hồ Chí Minh á, sẽ có được cộng dồn với cái sổ bảo hiểm xã hội mà chị bắt đầu vào năm 2017 ngay tại một công ty ở địa bàn thành phố Bà Rịa hay không? Và nếu được thì chị cần phải làm những cái việc gì, trình tự thủ tục ra sao ạ? Cái việc tham gia bảo hiểm xã hội thì từ năm 95 đến nay là được cộng nối và không cần thiết phải liên tục. Có nghĩa là gián đoạn, người lao động có thể tham gia ở đơn vị A một vài năm, rồi đơn vị B 2-3 tháng, rồi đơn vị C có thể gián đoạn nhau trong khoảng thời gian đấy thì đều được cộng nối để giải quyết chế độ.
Từ bây giờ trở đi thì mỗi người lao động là đã được chỉ được cấp một cái mã số thôi. Vì thế mà khi tham gia bảo hiểm xã hội thì cái việc kết nối liên thông phần mềm dữ liệu là đều được chuyển về và đều được tích hợp vào một cái số. Tuy nhiên trước đây ấy, thì cái hiện tượng tích hợp dữ liệu nó chưa có. Nên tham gia bảo hiểm xã hội ở thành phố Hồ Chí Minh hay tham gia ở một cái tỉnh khác thì được cấp một quyển sổ, hoặc là không được cấp sổ thì cũng có một cái giấy xác nhận, hoặc là về cái thời gian tích nộp gì đấy đóng bảo hiểm xã hội tại một cái đơn vị nào đấy ở bên ngoài rồi. Thì hiện nay tham gia bảo hiểm xã hội tại Bà Rịa Vũng Tàu mà được cấp sổ bảo hiểm xã hội có xác nhận từ năm 2017 đến đây thì đơn chị phải cung cấp cái sổ cũ hoặc là cái giấy xác nhận gì đấy về việc chị đã được đơn vị nào đấy ở thành phố Hồ Chí Minh đóng bảo hiểm xã hội và được thành phố Hồ Chí Minh xác nhận, thì đến nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội Bà Rịa Vũng Tàu. Thì tại ở đây chúng tôi sẽ tiếp nhận và sẽ cộng nối cái quá trình công tác để chốt thời gian vào trong sổ hiện tại cho chị đầy đủ theo quy định. À, dạ, khán giả có nói là hiện tại thì khán giả đang làm việc ở địa bàn thành phố Bà Rịa. Như vậy là nếu muốn biết được mình có được cộng dồn hay không thì mình phải di chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh, đến công ty cũ hay là cơ quan bảo hiểm ở thành phố Hồ Chí Minh để lấy được sổ cũng như là giấy xác nhận. À, vâng, hiện nay thì cơ quan bảo hiểm xã hội của thành phố Bà Rịa đã sát nhập theo cái đề án tinh giản biên chế, đã sát nhập vào cái bảo hiểm xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Nên chị có thể liên hệ trực tiếp với cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ở 200 Bạch Đằng để được chúng tôi tư vấn cụ thể rõ hơn. Giả bị trường hợp của chị mà nó rõ ràng, chúng tôi kiểm tra trên hồ sơ mà nó có đầy đủ quá trình từ thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi sẵn sàng tích hợp và làm để người lao động không phải đi đâu không xác nhận di cả. Chuyển. Nhưng trường hợp của chị mà cái đấy chưa được nhập vào phần mềm, nó chưa có, nó bởi bên ngoài, nó chưa có, thì bắt buộc chị phải về lại cái công ty cũ để yêu cầu có cái sổ, lấy lại cái sổ hoặc lấy lại cái quá trình để chúng tôi cùng với thành phố Hồ Chí Minh để kiểm tra lại trên dữ liệu và lúc đấy mới xác nhập lại cho chị. Thì đề nghị chị có thể là liên hệ trực tiếp với cơ quan bảo hiểm xã hội tại 200 Bạch Đằng của thành phố Bà Rịa. Dạ, vì là khán giả cũng đang làm việc ngay tại thành phố Bà Rịa nên là Ngọc Diệu cũng nghĩ rằng là cũng rất là thuận tiện thôi, chúng ta ra 200 Bạch Đằng để có thể biết được những cái thông tin cần thiết để giúp cho mình có thể làm tốt được cái công tác bảo hiểm xã hội cho sổ của mình. Xin được cảm ơn chị đã dành thời gian tham gia chương trình và chúng tôi xin được mời bộ phận thư ký hãy tiếp tục chuyển câu hỏi của khán giả. Dạ chị, em bảo hiểm em làm công ty em nghỉ một năm rồi á. Nhưng mà bây giờ em muốn nạp sổ bảo hiểm vào để em lấy tiền, là bây giờ em phải về quê em nạp hay là em nạp ở đâu cũng được hả chị? Xin lỗi, anh đang ở đâu? Dạ em ở Đồng Nai chị ơi, nhưng mà quê em ở ngoài Quảng Bình đó. Anh mua bảo hiểm ở Đồng Nai đúng không ạ? Dạ em làm trước, em làm ở công ty ở Đồng Nai á, bây giờ có bảo hiểm ở Đồng Nai luôn á. Dạ rồi, xin cảm ơn anh. Dạ, xin được mời hai vị khách mời ạ. Vâng. Việc giải quyết chế độ một lần của người lao động là hoàn toàn thuận lợi, hiện nay là vô cùng thuận lợi. Thứ nhất đấy là người lao động là có quyển sổ lao động bảo hiểm xã hội đã chốt rồi. Ngoài việc người lao động có thể đến cơ quan bảo hiểm xã hội thì người lao động có thể chuyển bằng cái hình thức là điện tử. Có thể làm đơn rồi chuyển sổ bằng điện tử thì cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ xem xét giải quyết. Và khi xem xét giải quyết rồi thì khi người lao động đến thì cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ mới coi lại sổ gốc và mới thu lại sổ. Thì đấy là rất là thuận lợi. Cái đấy thì báo để tất cả người lao động biết được rằng ấy là không nên cầm sổ này, không nên ủy quyền cho người khác làm thay này. Và phải tự mình đi làm cái quyển sổ đấy là tốt nhất, bởi vì đấy là quyền lợi của mình. Hoặc là không nên bán sổ lúa non đúng không? Cho người khác để giải quyết. Cái việc giải quyết đấy vô cùng thuận lợi. Miễn là người lao động đấy cứ sau một năm công tác mà nghỉ việc, chấm dứt hợp đồng lao động rồi mà chưa xin được việc làm mà có cái nguyện vọng muốn lấy cái trợ cấp một lần thì cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ giải quyết. Còn bây giờ anh hỏi giải quyết ở đâu thì hiện nay anh đăng ký tham gia bảo hiểm giải quyết ở bất cứ ở đâu cũng được, nhưng người ta thường ưu tiên cho cái anh là thường trú tại cái địa chỉ nào thì anh giải quyết. Ví dụ như anh đang ở Đồng Nai thì anh đang tạm trú ở đấy, anh đang tạm trú, có thể anh đang tạm trú tại Đồng Nai thì anh nộp hồ sơ tại bảo hiểm xã hội huyện hoặc là tỉnh huyện nào đấy của Đồng Nai, hoặc là nộp cho bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai để giải quyết chế độ kịp thời. Dạ, xin được cảm ơn ông Đặng Ngọc Tuấn và cũng xin được cảm ơn vị khán giả Đồng Nai đã dành thời gian tham gia chương trình. Và bộ phận thư ký vừa chuyển lên cho chúng tôi câu hỏi của chị Hiền, ngụ tại thành phố Vũng Tàu. Nội dung câu hỏi như sau. Phạm nhân có được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, hưởng chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật hay không? Nếu có thì đăng ký như thế nào và thủ tục ra sao? Xin được mời hai vị khách mời giúp tư vấn cho khán giả. Vâng, em xin tư vấn cho khán giả về cái trường hợp mà là cái theo luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định thì công dân Việt Nam đủ 15 tuổi
trở lên và không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì có thể là tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đồng thời theo luật thi hành án năm 2019 thì có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2020 thì tại điều 27 về quyền và nghĩa vụ của phạm nhân theo quy định thì phạm nhân được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và hưởng chế độ chính sách theo về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật. Thì nơi đăng ký phạm nhân có thể liên hệ với các đại lý thu gần nhất tại thông qua cái cơ quan quản lý trại giam ở địa phương để liên hệ đăng ký. Hồ sơ thì chủ yếu là tờ khai và điều chỉnh điền thông tin tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo mẫu và nộp về cho các đại lý thu để chuyển về cho bảo hiểm xã hội để thực hiện. Dạ, xin được cảm ơn ông Hoàng rất là nhiều và cũng xin được cảm ơn vị khán giả đã dành thời gian theo dõi chương trình. Xin được chuyển đến hai vị khách mời nội dung của anh Hùng ngụ tại Phú Mỹ như sau. Hiện tôi đang làm việc trong môi trường độc hại và đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội 10 năm. Sức khỏe của tôi suy giảm, theo chỉ định của bác sĩ thì không thể lao động nặng được. Vậy xin hỏi trường hợp của tôi thì có được hưởng trợ cấp độc hại liên quan đến bệnh kèm kịp hay là không? Dạ, xin được mời hai vị khách mời. Về bệnh nghề nghiệp ý, là bệnh phát sinh do cái điều kiện lao động có hại của cái nghề nghiệp tác động đối với người lao động. Người lao động tham gia cái bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp thì được hưởng cái chế độ nếu như mắc các cái bệnh nghề nghiệp thuộc cái danh mục quy định của Bộ Y tế và bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên thì sẽ được. Nếu mà suy giảm khả năng lao động từ 5 đến 30 thì sẽ được hưởng cái bệnh chế độ bệnh nghề nghiệp là một lần. Còn nếu mà suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên thì sẽ được hưởng đến trợ cấp bệnh nghề nghiệp hàng tháng. Dạ, xin được cảm ơn ông Đặng Hồng Tuấn và cũng xin được cảm ơn câu hỏi của vị khán giả vừa rồi. Và cũng liên quan đến câu hỏi về vấn đề chế độ độc hại thì chị Hải ở thành phố Vũng Tàu có câu hỏi muốn gửi đến hai vị khách mời như sau. Khán giả có hỏi là khán giả đã làm việc trong môi trường độc hại được 15 năm và theo như khán giả được biết là nếu mà đóng bảo hiểm xã hội theo chức danh nghề nghiệp là độc hại thì sẽ được nghỉ hưu sớm hơn 5 năm. Xin các vị khách mời hãy cho tôi được biết là cụ thể về cái vấn đề này như thế nào. Vâng. Tức là người lao động thì muốn nghỉ hưu thì nó phải có hai điều kiện. Một là tuổi đời. Hai là số năm đóng bảo hiểm xã hội. Theo quy định hiện hành thì tuổi đời nghỉ hưu là nam là phải 60. Nữ là 55. Còn thời gian đóng bảo hiểm xã hội là 10 năm. Trong trường hợp mà người lao động có thời gian tham gia cái công tác mà làm các cái công việc nặng nhọc độc hại từ 15 năm trở lên thì được giảm 5 năm về tuổi đời để được nghỉ hưu. Cụ thể như là nam thì nếu như có 15 năm độc hại thì sẽ được nghỉ hưu khi 55 tuổi. Và nữ ấy là cũng sẽ được nghỉ hưu khi 50 tuổi nếu như có 15 năm là làm công việc nặng nhọc độc hại. Như vậy trường hợp của chị Hải là sẽ được nghỉ hưu là 50 tuổi là được nghỉ hưu bởi vì chị có 15 năm làm công việc nặng nhọc độc hại. Vậy thì với cái quy định như bây giờ là cái số tuổi nghỉ hưu sẽ được cộng dồn thêm. Thì với cái vị khán giả này đã có 15 năm làm việc trong cái môi trường nặng nhọc độc hại thì đó là một trong những cái điều kiện để chị được nghỉ sớm hơn 5 năm. Vậy thì thưa ông Đặng Hồng Tuấn, ông có thể cho biết rõ ràng và cụ thể hơn là khoảng năm bao nhiêu thì chị ấy sẽ được nghỉ hưu theo chế độ ạ? Vâng, thì chị ấy đến cái tháng mà chị không biết chị tháng với sinh. Với cái quy định cộng dồn như hiện tại ấy, thì... Không, chị đến tháng sinh. Chị cứ tính từ tháng sinh. Ví dụ như là chị... Đến... Chị cứ tính từ, ví dụ như chị sinh tháng, bây giờ là tháng 3, chị sinh vào tháng 5, năm 65. Dạ, đúng không? Tháng 5, năm 65. Năm 65, thì có nghĩa là tới tháng 5, năm 2020 này, đến tháng 6, năm 2020 là chị đủ 50 tuổi. Dạ. 50 tuổi thì đến tháng 6 năm 2020 thì chị được giải quyết. Đáng lẽ là chị phải cộng thêm 5 năm nữa. Dạ. Nhưng chị đến đấy là chị đã có 15 năm rồi thì chị đủ điều kiện để nghỉ hưu rồi. Chị nếu 50 tuổi rồi. Trong trường hợp mà thí dụ như khán giả chỉ có được 14 năm hoặc là 14 năm 6 tháng là không được đủ điều kiện 15 năm thì trong những cái trường hợp đó có được gọi là giải quyết theo tùy những cái tình trạng thực tế hay không ạ? À không, người ta quy định là đủ. Đủ. Đủ thì có nghĩa là phải đủ 15 năm và phải đủ 12 tháng. Dạ. Thì mới được. Trường hợp mà được 14 năm mà 11 tháng cũng không được. Và thì phải đủ 15 năm thì mới được giảm 5 tuổi.
Dạ. À, xin được cảm ơn ông. Và bây giờ thì xin được mời bộ phận thư ký hãy tiếp tục chuyển câu hỏi cho chúng tôi ạ. Xin cho tôi biết về một số quy định được hưởng khi nghỉ hưu trước tuổi từ năm 2020 ạ. Dạ rồi, xin cảm ơn khán giả. Dạ. Xin được mời hai vị khách mời ạ. Vâng, như tôi cũng đã nói, tức là về chế độ hưu trí thì đầu tiên ý, là phải có hai điều kiện để nghỉ hưu. Một ý, là có 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên. Hai ý, là phải đủ tuổi đời. Tuổi đời thì theo quy định là nam là phải đủ 60, nữ là phải đủ 55. Thì mới được giải quyết cái chế độ ngay từ năm 2020 này cũng vậy. Dạ. Là phải đủ tuổi. Tất nhiên cũng có những trường hợp là nghỉ trước tuổi. Nghỉ trước tuổi thì hiện nay ấy, là nếu như nghỉ trước tuổi thì phải ra hội đồng giám định y khoa. Nếu như giám định y khoa mà mất sức từ 81% trở lên thì sẽ được giải quyết chế độ nghỉ theo trước tuổi. Tùy theo là nghỉ theo trước tuổi thì sẽ bị trừ cái tỷ lệ phần trăm hưởng lương hưu. Một năm nghỉ trước tuổi thì sẽ bị trừ 2%. Và còn nữ, nam hay nữ gì cũng vậy, đều phải trừ cái tỷ lệ nghỉ hưu trước tuổi mà phải giám định sức khỏe. Còn nữa, nghỉ hưu mà ít tuổi hơn nữa là do cái có 15 năm làm công việc nặng nhọc độc hại thì sẽ được giảm 5 tuổi. Nhưng giảm 5 tuổi đấy thì không bị trừ tỷ lệ phần trăm. Dạ, xin được cảm ơn ông Đặng Hồng Tuấn rất là nhiều. À, thưa quý vị, còn rất nhiều câu hỏi của khán giả gọi về cho chương trình Giờ Tư Vấn, nhưng mà do thời lượng của chương trình của chúng tôi cũng đã hết. À, chúng tôi sẽ liên hệ với các ngành chức năng để trả lời câu hỏi cho quý vị trong thời gian sớm nhất. À, thưa quý vị, đến đây thì thời lượng của chương trình đã hết. À, xin chân thành cảm ơn hai vị khách mời, ông Đặng Hồng Tuấn, Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, và ông Phạm Văn Hạnh, Giám đốc phụ trách của Bảo hiểm Xã hội Quyền Đất Đỏ, đã dành thời gian để tư vấn cho chúng tôi, cung cấp cho chúng tôi những thông tin hết sức là thiết thực trong chương trình truyền hình trực tiếp Pháp Luật và Cuộc Sống hôm nay. Thưa quý vị, chương trình Pháp Luật và Cuộc Sống được phát sóng trực tiếp vào thứ Bảy tuần thứ nhất và tuần thứ ba hàng tháng từ 15 giờ cho đến 16 giờ trên kênh truyền hình BRT, trên sóng phát thanh tần số FM 92 MHz và trên trang web brt.vn, kênh mạng xã hội Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Mời quý vị đón theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau.